Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bài học tâm huyết. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ tối thứ Bảy trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Thưa quý vị, như các bạn có thể thấy ở trên cái tiêu đề của cái bài kỳ này, một cái câu hỏi mà có thể rất nhiều người cảm thấy là hình như mình cũng có một cái thắc mắc đâu đó trong lòng nó hơi giống giống. Đó là tại sao lúc nào mình cũng mệt mỏi ta? Lúc nào mình cũng cảm thấy cạn năng lượng? Thậm chí đó có khi là những ngày mà mình chẳng có làm cái gì mà gọi là nặng nề, chẳng có cái deadline nào, chẳng có một cái cú nào mà công việc khó khăn khủng khiếp nhưng mình vẫn thấy mệt. Why? Tại sao lại như vậy? Thưa quý vị, bài này chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời và các giải pháp để khắc phục cái chuyện này các bạn nha. Vô thôi. Rồi, alo alo, welcome back. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại. Thưa quý vị, để đề phòng cái trường hợp nãy giờ các bạn quên mất chủ đề thì xin phép được lặp lại. Bài này sẽ nói về cái cách để chữa cái bệnh lúc nào cũng mệt mỏi, dù cho chẳng làm cái gì cũng mệt, cũng tuột năng lượng. Thì cái phần đầu tiên này tôi sẽ giải thích lý do tại sao các bạn ha. Có một cái sự thật mà khoa học họ cũng đã chứng minh khá lâu rồi. Tôi nghĩ có thể nhiều người trong các bạn biết, nhưng mà đôi khi nó nằm ở cái mức là chúng ta chỉ mới biết thôi, chứ chưa chắc là chúng ta hiểu và chúng ta ứng dụng nó được trong cuộc sống. Và bằng chứng là có rất nhiều người tôi hỏi nha, biết cái sự thật này nhưng mệt vẫn mệt à. Có nghĩa là giữa kiến thức và đời sống và thực hành nó có khoảng cách. Vậy thôi thì cái phần thực hành thì thôi mình nói từ từ đi ha. Bây giờ mình nói trước về cái đáp án đi. Tại sao lại có cái chuyện mà lúc nào mình cũng thấy mệt mỏi? Thì cái nguyên nhân nó nằm ở chỗ này nè, các bạn có biết không? Cái bộ não của mình á, thực ra nó chỉ chiếm đâu đó khoảng 2% trọng lượng của cơ thể mà thôi. Nhưng mà bạn biết không, cái năng lượng của nó xài biết nhiêu không? Khoảng 20% năng lượng cơ thể. Nó chỉ có chút ép à, mà nó chiếm tới khoảng 20% năng lượng cơ thể. Có nghĩa là nó giống như là một cái nơi mà nó hút năng lượng khủng khiếp. Và các bạn có để ý không, có những ngày cơ thể của các bạn chẳng có hoạt động gì nhiều. Thậm chí các bạn nằm cả ngày, các bạn không có làm một cái điều gì mà nặng nề về mặt thể chất, về mặt thân xác cả. Nhưng mà các bạn cảm thấy rất mệt mỏi. Thì bây giờ khoanh dụng giùm tôi một cái, cảm giác cạn năng lượng nó lấy từ đâu mà ra? Cái chỗ nào nó hút năng lượng? Chỉ có cái bộ não. Cái logic thông thường đó là như vậy, chỉ có cái bộ não nó lấy. Tại vì các bạn để ý mà xem, hình như chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà não nó không có chịu nghỉ ngơi, nó xài liên tục các bạn. Lúc này nó tốn miếng năng lượng, lúc kia nó hút miếng năng lượng, lúc nọ nó hút miếng năng lượng cả ngày luôn, và nó hút riết luôn các bạn. Nó xài 20% năng lượng cơ thể. Nó rất là tốn kém. Mỗi một lần mà mình suy nghĩ một cái chuyện gì đó, mình cảm xúc một cái chuyện gì đó, mình hoạt động cái não của mình là nó rút năng lượng. Mà nó rút hoài như vậy không mệt mới lạ. Vậy thì coi chừng nha, với những người mà họ cảm thấy là tay chân rồi bụng rồi những cái bộ phận khác không có xài bao nhiêu mà vẫn thấy mệt, thì coi chừng vấn đề nằm ở cái bộ não đó, đúng không? Và chỗ này nè, mình lại phân tiếp cái nữa. Ok, bây giờ chúng ta biết là sử dụng bộ não nó tốn năng lượng rồi, đúng không? Nó lấy năng lượng thực sự của cơ thể mình nha. Thế thì mình sử dụng nó cho cái mục đích gì ta? Mình chú ý tới một cái điều gì đó nè, nó tốn miếng năng lượng nè. Mình lên mạng, mình có cảm xúc, mình xem một cái gì đó mình tức tối, mình cay cú, tốn tí nè. Rồi mình gặp một cái chuyện gì đó mình lo lắng, tốn miếng nè, đúng không? Mình đi làm, mình khó chịu, mình xung đột với bạn bè, với sếp, với đồng nghiệp, tốn miếng nữa nè. Rồi mình lên Facebook, mình thấy cái đứa mình thấy ghét, cái đứa mà mình hay ghét á, thấy nó đi du lịch, thấy nó khoe sự giàu có thành công, cái máu ganh tị nổi lên, tốn thêm miếng nữa nè. Rồi tự nhiên cái bật cái clip YouTube hay là cái clip trên Facebook, thấy con đứa nào nó nói một cái điều gì đó mà trái tai, kiểu như là không có lọt vô lỗ tai của mình, nghe khó chịu vô cùng, não nó lại bị cảm xúc, nó tốn thêm miếng nữa. Ê, có cái thằng kia, mình vô mình comment, mình vô mình đọc comment, thấy nó comment thấy ghét quá, ghét phải comment một cái chửi lại, não mình lại có chuyện để làm việc, lại tốn thêm miếng nữa. U có cái giờ nghỉ trưa, chợp mắt miếng cũng được, nhưng mà thôi không thích, bật điện thoại lên, coi lướt 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 lướt. Lúc đó cái sự chú ý của mình á, nó được hoạt động, và não lại tốn miếng năng lượng nữa. Cái cục mà nó tốn siêu năng lượng của cơ thể mà nó cứ xài hoài cả ngày, cả ngày, cả ngày. Thì sao các bạn không kiệt sức được các bạn? Rõ ràng não bộ của rất nhiều người trong chúng ta đang bị sử dụng quá mức, và đó chính là một trong những lý do chính làm cho các bạn cảm thấy mệt mỏi. Và cái bệnh lúc nào cũng mệt mỏi là cái bệnh nó xuất phát, nó xuất hiện rất là nhiều trong thời đại này. Kể cả những người rất trẻ mà lúc nào cũng mệt mỏi, chán nản, cáu bẳn, tức giận. Tại vì não của mình nó không được nghỉ ngơi, nó bị kích thích liên tục.
Và tôi nhắc lại một lần nữa, bạn chú ý tới một cái gì đó thôi là não bạn nó đã xài rồi. Mà cái sự chú ý đó mà nó mang lại cảm xúc mà là cảm xúc tiêu cực nữa. Thì xin lỗi, một cái nguồn năng lượng to lớn bị rút, bị sử dụng. Và cuối ngày bạn về, bạn thấy, tôi hỏi thiệt luôn, có ai trong các bạn đi về nhà sau một cái buổi làm việc tan tầm về nhà rất là cọc không? Và rất có thể đời sống gia đình của rất nhiều người nha, tôi nói thiệt. Rất nhiều sự cãi lộn nó xuất hiện khi hai người đi làm về và gặp nhau. Để mà xem, rất dễ cáu bẳn. Não của mình nó bị kích động lắm rồi các bạn. À, đó là nguyên nhân. 2% là cái trọng lượng của cái não của chúng ta. Nhưng cái năng lượng nó sử dụng là đâu đó 20% đấy. Nhớ nha, não rất là tốn pin. Vậy thì bây giờ có thể nhiều người trong các bạn sẽ thắc mắc là làm sao để cải thiện. Đúng không? Chúng ta biết rồi đó. Và chúng ta hiểu rằng nếu mà để cái việc này nó xảy ra mãi thì chúng ta sẽ luôn luôn ở cái trạng thái mệt mỏi, cạn năng lượng. Dù cho đó là ngày nghỉ, ngày lễ của chúng ta vẫn sẽ bị cạn năng lượng vì tay chân của chúng ta có thể được nghỉ ngơi đó chứ. Ok, nhưng não của chúng ta nó bị kích động cả ngày. Và tôi tin rằng rất nhiều người trong các bạn không có thích cái cảm giác cạn kiệt năng lượng từ não đâu. Thiệt, nên phải tìm cách, đúng không? Thì bây giờ nè, đây sẽ là một loạt những giải pháp có căn cứ khoa học để tất cả quý vị và các bạn có thể ứng dụng, ghi nhớ và cải thiện cuộc sống của mình. Làm cho cái não của mình nó hiền hiền xíu. Nó đừng có được sử dụng từ sáng cho tới khuya nữa. Bảo trì nó một cái, giúp đỡ nó một cái. Và rồi những cái cảm giác lúc nào cũng mệt mỏi, cáu bẳn, tức giận nó sẽ biến mất. Ha, vậy thì cái đầu tiên là gì? Cái đầu tiên đó là hãy cung cấp những cái thực phẩm tốt cho não. Ha, thứ nhất là nước nè. Nước rất cần thiết cho não. Rồi tinh bột, một cái lượng tinh bột vừa phải, đầy đủ, nó cũng tốt cho não. Nhiều người họ cắt tinh bột rất là mệt mỏi luôn các bạn. Vì não nó cần cái đường glucose mà. Nếu mà cái lượng đường gluco mà bị thiếu là não mình nó lát liền các bạn, nói thiệt. Nên là một cái chế độ ăn có tinh bột đúng với thể trạng của mình nó rất quan trọng. Rồi rau củ nó cũng rất là tốt cho não. Rồi những cái loại hạt nó cũng tốt cho não. Ha, những cái axit béo không bão hòa giống như là omega 3 này nọ đâu, nó cũng sẽ tốt cho não. Tức là mình nên để ý cái khẩu phần ăn của mình đó, có đủ những cái đó hay không. Nếu đủ rồi thì thôi, duy trì. Còn nếu thiếu thì phải biết bổ sung vô. Vì nhiều khi não của mình nó không nhận được những cái dưỡng chất cần thiết thì nó sẽ không thể khỏe được. Cái gì cũng vậy thôi các bạn, nuôi không đủ, nuôi ẩu nuôi tả thì sao mà nó khỏe được ha. Đó là cái đầu tiên. Ở đây á, tôi cũng sẽ để hai cái đường link của hai bài, một bài là tiếng Việt, một bài là tiếng Anh, ở trên cái màn hình để các bạn có thể chủ động tìm đọc những cái bài uy tín này về cái dinh dưỡng dành cho não ha. Đó là cái thứ nhất, là phải nuôi não cho nó ăn đàng hoàng tử tế về thực phẩm ha. Cái thứ hai là mình cần phải tăng cường cái lưu lượng máu trong não đó ha, tăng cường lưu lượng máu, tại vì những cái đó nó rất là tốt cho não của mình. Mình cần phải làm cho mọi thứ nó khỏe hơn. Thì cái này là trùm luôn, thể dục thể thao là trùm. Thành ra mấy cái ông nào mà ít vận động á là cảm thấy nó hay mệt mỏi lắm. Mà nhiều người họ không hiểu các bạn. Họ nghĩ là bây giờ vận động thể dục thể thao nó phải mệt hơn chứ, vì mình tiêu năng lượng mà. Mà họ không hiểu một cái điều khác, đó là thể dục thể thao nó giúp lưu thông cái lưu lượng máu nó tốt hơn rất nhiều. Và khi cái dòng chảy đó nó khơi thông thì não của mình nó được lợi rất 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 nhiều. À, khi mà cái lưu lượng máu nó tốt thì nó cung cấp nhiều oxy, chất dinh dưỡng này nọ cho các tế bào não. À, nó tăng cường những cái chức năng nhận thức và nó giảm nguy cơ phát triển bệnh tật. Các bạn không cần là chuyên gia, chỉ cần là độc giả thường xuyên của những tạp chí y học, y khoa, gọi là đàng hoàng tử tế chính quy, thì các bạn sẽ thường xuyên đọc được những cái kiến thức này. Nó rất là thường thức luôn các bạn, chứ nó không phải là những cái gì mà hàn lâm quá cao siêu nữa. Và tôi nghĩ là một người dân bình thường cũng nên biết về những cái điều này rồi. Thể dục thể thao nó giúp tăng cường lưu lượng máu và điều đó rất là tốt cho não của mình. Chưa tính là mình chơi, mình vui, nó giải phóng những cái hormone hạnh phúc giống như là endorphin này nọ đâu. Nên nó còn tăng cái sự hưng phấn nữa, thay vì cái tình trạng mà mình đang mệt nhoài, mình đang chán nản, mình lúc nào cũng cạn năng lượng, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, thì thể dục thể thao nó làm cho mình chuyển từ chán đời sang yêu đời luôn á, tôi nói thiệt ha. Đó là cách thứ hai. Nhớ nha, cách thứ nhất là ăn uống đàng hoàng tử tế lại để não nó biết ơn mình chút. Thứ hai là phải vận động, đừng có ngồi nhiều quá, đừng có nằm nhiều quá, vì tất cả những cái việc đó nó làm cho lưu thông máu của mình nó không tốt. Phải vận động, phải thể dục thể thao. Cái thứ ba là gì? Là mình phải biết cho não nó nghỉ ngơi. Nghĩa là cái giờ nghỉ ngơi, làm ơn nghỉ ngơi đi. Lấy điện thoại nên bấm hoài. Để mà cái sự, có những lúc chúng ta cần chợp mắt, chúng ta cần nghỉ ngơi. Giờ ngủ thì chúng ta cần phải ngủ để cho não nó nghỉ một chút. Chứ bạn biết mà,
một cái sự chú ý thôi cũng đã làm cho não nó xài cái năng lượng rồi. Mà cái cục bay lớn vậy mà nó xài khoảng 20% năng lượng cơ thể thì nó rút dữ lắm. Nó rút dữ lắm các bạn. Nên thành ra buổi trưa nghỉ trưa hãy nghỉ ngơi đi. Buổi tối đi ngủ đi. Cất bớt những cái thiết bị này nọ đồ. Ha, cái việc này quan trọng lắm. Theo thói quen các bạn không hiểu. Đôi khi tự nhiên cái nhức đầu, tự nhiên cái stress ngang vậy đó. Rồi cảm xúc nó chán nản ngang vậy đó. Mệt mỏi ngang vậy đó. Coi chừng á. Biết gì không? Là do không cho não mình nó nghỉ ngơi đó mấy ông nội. Mà bây giờ đúng là cái tình trạng mà gọi là khủng khiếp luôn. Đó là người ta thức quá khuya, người ta ngủ quá ít. Có rất nhiều người đi làm về rồi đi chơi này nọ đúng không? Rồi ok, tầm 10 giờ 11 giờ về. Họ ngồi, họ bấm điện thoại, họ xem phim. Họ bị kích động, kích hoạt cái sự chú ý, kích hoạt não của mình. Từ 11 giờ nè, rồi 12 giờ nè, rồi 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ nè. Từ 11 giờ cho tới 3 giờ, 4 tiếng đồng hồ liên tục, rồi họ mới chịu đi ngủ. Tưởng sao sáng 7-8 giờ phải dậy, rồi riết nghĩa nó banh cái bộ não các bạn. Các bạn uống thuốc bổ bao nhiêu nó cũng không có bù nổi đâu. Làm ơn cho thằng nhỏ nghỉ ngơi. Thằng nhỏ là não đó. Cái giải pháp tiếp theo là mình cần thực hành những cái biện pháp gọi là stop cái não lại. Thì cái này là cái hít thở và cái thiền là đỉnh cao của đỉnh cao của đỉnh cao của đỉnh cao. Bây giờ tôi nói thiệt, rất nhiều người trong các bạn á, mà nếu có thể thiền được á, thì cái sự hạnh phúc của các bạn nó tăng lên rất là nhiều. Vì mình biết cách làm cho cái bộ não nó buông thả. Gọi là buông thả nó kỳ lắm. Nhưng đương nhiên nếu mà tôi sử dụng cái từ buông thư á, thì nó sẽ khá là khó hiểu với các bạn, vì đó là một cái từ mà nó quen với những người thiền hơn. Nên xin phép tôi được dùng cái từ buông thả. Nghĩa là sao? Nó buông hết mọi suy nghĩ. Nó chỉ cứ thế, nó cứ nhẹ nhàng, cái gì trôi qua thì nó để trôi qua. Nó chỉ nhận thức được đang có hơi thở, đang có cái suy nghĩ này, đang có cái ý nghĩ kia. Và rồi ý nghĩ đến, ý nghĩ đi, nó cứ trôi đi, trôi đi, trôi đi như vậy các bạn. Nghĩa là cái não nó không bị kích động nữa. Thì thế là nó cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Và như vậy thì mình không chỉ có được một cái bộ não khỏe mạnh hơn khi mình thực hành thiền hay là hít thở, mà mình còn tăng chất lượng cuộc sống của mình nữa. Vì nó là sự an nhiên, an bình các bạn. Nên là những cái bài tập tạm để vui trong dấu nháy là stop não, nó rất quan trọng. Dừng lại cái sự chú ý vô bổ từ não, nó rất rất quan trọng thưa quý vị và các bạn. Rồi còn một cái nữa là cái gì? Cái yoga. Yoga nó cũng đỉnh nữa. Tại biết sao? Khi mình tập yoga, cái sự tập trung của mình hay lắm. Mình tập trung vào hơi thở nè, tập trung vào động tác nè, tập trung vào sự căng cơ, tập trung vào ý niệm và về cái cảm giác của cơ thể. Thế thì mình không có bị khuấy động, mình không có bị quấy nhiễu bởi những cái suy nghĩ nhũng nhiễu, bởi những cái suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ cái não của mình nó đơn giản lắm, nó rất đơn giản. Nó chỉ nghĩ ok, bây giờ đưa cái tay lên, ráng giữ cái tư thế đó, cần phải hít thở, theo dõi hơi thở, cảm nhận cơ, rồi xong. Nó chỉ vòng vòng như đó thôi. Nó không quan tâm là cái bà hàng xóm đáng ghét, cái thằng kia khó ưa. Nó không kích lên những cái cảm xúc mà nó rút thêm năng lượng. Chưa tính là cái yoga đó, là chúng ta phải luôn luôn hít thở sâu. Mà hít thở sâu á, thì oxy nó nhiều, đúng không? Một cái hơi thở nó hoàn toàn chất lượng. Và nó lại lấy cái đó, nó tiếp tục, nó giúp đỡ cho bộ não của mình. Nên một cái lối sống tốt, cỡ nào nó cũng sẽ trả lại một cái gọi là cuộc sống hạnh phúc. Sẽ không còn cái cảm giác kiệt sức và lúc nào cũng cáu bẳn nữa. Nên các bạn thấy là những cái người mà họ thiền nhiều này, họ tập yoga nhiều, có thể họ vẫn tức giận đó chứ. Họ vẫn tức giận, nhưng nếu mà xét cái phần trăm mà thời gian mà họ tức giận so với những người bình thường thì họ thật đáng ngưỡng mộ, đúng không? Rồi thêm một cái bài tập nữa, một cái bài tập tạm gọi là tập trung thưởng thức. Bây giờ nghe một cái bài nhạc nào đó, ráng tập trung thưởng thức cái bài đó thôi, đừng suy nghĩ cái gì sâu xa. Để ý tới giọng hát nè, nhắm mắt lại để ý tới giọng hát, chú ý tới cái tiếng piano, cái tiếng guitar. Bạn biết khi bạn làm cái chuyện đó, chuyện gì sẽ xảy ra không? Nó sung sướng và nó vui vui, các bạn, nó khoan khoái trong lòng á. Các bạn cứ tập những cái bài tập thưởng thức đi. Khi các bạn biết thưởng thức nghệ thuật, bạn sẽ có một cái niềm vui rất khó tả. Nó sẽ không bùng lên rần 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 như là những hoạt động khác. Nhưng nó sẽ có cái được gọi là niềm vui sâu sắc, sâu thẳm. Và đó là cách mình tự tạo niềm vui cho bản thân mình thông qua cái sự tập trung sâu khi thưởng thức một cái điều gì đó. Thưởng thức món ăn cũng như vậy. Để ý cái đầu lưỡi của mình như thế nào. Để ý cái mũi mình ngửi như thế nào. Mình nhai, mình cắn nó như thế nào. Chậm như vậy đi các bạn sẽ cảm thấy những cái niềm vui và não của bạn đang được điều hướng một cách rất là tuyệt vời, rất là khoan khoái, thay vì nó bị rút năng lượng bởi những cảm xúc tiêu cực kia. Ha. Và giải pháp cuối cùng giống như nãy tôi nói, giờ nói lại lần nữa, ngủ đủ giùm cái. Đôi khi tôi không hiểu tại sao người ta lại khuyên nhau ngủ ít. Người ta khuyên nhau là ngủ chất lượng thì ok, tôi rất đồng tình. Nhưng mà có những cái ý kiến kiểu như là ngủ nó phí, thì cái này coi như là tôi giơ hai tay hai chân lên, tôi phản đối. Giấc ngủ là lúc để cơ thể mình nó bảo trì.
Các bạn có biết là trong lúc mà các bạn ngủ là não của các bạn nó dọn dẹp, ký ức nó dọn dẹp, những trải nghiệm, cảm xúc theo đúng nghĩa đen luôn á. Nó sắp xếp lại rất nhiều điều thần kỳ xảy ra trong lúc bạn ngủ. Ngủ là lúc để cơ quan của các bạn bảo trì. Vậy mà các bạn nỡ lòng nào tước mất cái quyền được bảo trì của nó, mà để xem các bạn sử dụng cái thời gian đó, cái thời gian quý giá của giấc ngủ đó để làm cái gì. Thí dụ ai nhà ai kẹt quá, khó khăn quá, phải đi làm đêm, làm hôm thì tôi thông cảm. Thí dụ lâu lâu kẹt quá chạy deadline, phải thức khuya dài hôm thì cũng thông cảm. Nhưng mà thức khuya để coi phim, để chat, để lướt mạng xã hội, để shopping thông qua các ứng dụng mua sắm thì coi chừng đó là sự lầm đường lạc lối. Và hậu quả các bạn phải trả chính là cái tiêu đề của cái bài kỳ này. Lúc nào cũng mệt mỏi đau đầu. Hy vọng những điều đó sẽ không xảy đến với các bạn nữa. Đây là một cái bài có rất nhiều giải pháp. Có thể đó là những giải pháp quen thuộc, nhưng mà ok, nếu nó hiệu quả thì chỉ cần quen thuộc là đủ rồi. Cần gì nó phải xa lạ, đúng không? Toàn là những thứ quen thuộc các bạn có thể ứng dụng được ngay và luôn. Không cần phải gọi là mất thời gian để hiểu. Thì tôi nghĩ đó cũng là một cái điều tuyệt vời rồi. Chúng ta có thể làm một cái thứ ngay bây giờ mà không cần mất thời gian để tìm hiểu. Đó vẫn là một cái sự hạnh phúc mà. Và tôi mong rằng sau cái bài kỳ này sẽ không còn những cơn đau đầu vô cớ nữa. Sẽ không còn những cái sự cấu bẳn vô cớ nữa. Sẽ không còn những lúc mà bùng nổ cảm xúc kiểu như cục xúc mà không có kiểm soát được. Và hơn hết sẽ không còn cái được gọi là lúc nào cũng mệt mỏi. Giống như cái tiêu đề bài kỳ này. Chúc các bạn chiến thắng được trong cái hành trình lụm lại hạnh phúc thông qua việc tôn trọng và sử dụng đúng mực bộ não của mình. Ha, cố lên.